Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ triển khai kế hoạch diễn tập năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị. Dự kiến, buổi diễn tập chính thức diễn ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2021, địa điểm tại Tòa Tháp B, khu căn hộ Cảnh Hồ, khu đô thị thương mại du lịch Eco Park, huyện Văn Giang. Quy mô diễn tập cấp tỉnh, lực lượng tham gia diễn tập dự kiến 300 người và 24 xe các loại. Tình huống giả định là xảy ra cháy tại tầng hầm để xe và tầng 4 tòa nhà có chứa chất cháy như xăng dầu, bông vải chăn đệm và có 80 người đang làm việc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam cơ bản nhất trí với kế hoạch chuẩn bị và kịch bản buổi diễn tập. Tuy nhiên, để buổi diễn tập đạt kết quả cao và an toàn, đồng chí yêu cầu các thành viên tham gia nghiên cứu kỹ kịch bản trên cơ sở nhiệm vụ được giao, chuẩn bị chu đáo lực lượng trang thiết bị cho buổi diễn tập. Đồng chí yêu cầu các đơn vị phối hợp cần bổ sung thêm tình huống như xảy ra cháy ở tầng nhà cao hơn, trong tòa nhà có nhiều lứa tuổi, người dân đang sinh sống cần hỗ trợ, kỹ năng tự thoát hiểm và sử dụng thiết bị chữa cháy của cư dân tại tòa nhà và đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia diễn tập trong suốt thời gian tập luyện và ngày diễn tập, tuyệt đối không chủ quan với việc phòng dịch. Tiếp tục tham mưu đề xuất chỉnh sửa kịch bản để buổi diễn tập diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.